Chào anh em. Bữa mình có review cái máy xong mua 132k do Shopee á. Có một số anh em nói là xem thử coi xài có ok không. Nên bây giờ mình dùng cái máy này mình xem cho anh em coi nha. Để anh em đánh giá coi nó có đáng được để mua không nha. Rồi bây giờ anh em bắt đầu theo dõi video mình xem nha các bạn.